Rồi, dân này mình vô tới nhà rồi. Rồi, mình xin chào cả nhà. Đúng, chào cả nhà với đứa vậy. Đúng rồi, cá đó cá gì? Bên đây là chứ đó, là dính trình, dính vỏ. Xuống đây rồi nữa. Dân này mình về tới nhà, mình lên cá. Cá vô. Hay nghe, cũng được thùng cá. Có một con cá, không biết con cá gì luôn. Cá này nào giờ mới thấy luôn, cả ghê, không ai biết hết. Để lên nhà mình hỏi con cá này cá gì. Cá quạt. Giống cá quạt. Nó như cây quạt vậy hả? Tao quay qua hỏi mày biết không, mấy không, nó tao cũng vậy. Cá gì không biết cá gì luôn á. Cá này giống cá cày. Về tới đây là xịn. Về tới đây xịn. Nó mập luôn á. Dạ. Nó mập quá chơi luôn á. Nó xịn nó vậy đỡ vậy về đi nhậu. Rồi giờ mình đi mặn cá. Rồi, cá vô bờ không ai biết cá gì luôn cả nhà ơi. Cá này kêu cá phiết bông hả? Phiết bông đi. Mặn cá không biết. Giữa cá còn cá còn không biết cá gì nữa mà. Rồi, đi ra mừng cá đi. Con su đỏ. Tâm thớt kia đang sắc trả. Khốm. Cái này mình lọt khốm. Cà. Mình lấy miếng trước. Từ lấy miếng sáng nữa. Miếng này hết sáng nổi. Giờ giờ mà đi làm lúc chung à. Cá này như mập lúc luôn. Bây giờ mới thấy cá này không biết tên nữa. Không biết tên luôn. Bên mình cá, bên sạch xả. Bên mặt rau. Cá nuôi cá gì không? Cá khiết bông. Nãy giờ nói cá khiết bông. Khiết bông hả? Ừ. Sao ngộ gì nữa cho mấy này. Không biết hả? Lặn cá không biết. Lặn cá không biết. Chặt vậy đó. Dễ dòm hết, sức dòm. Ăn trước đi. Mình được mở cá lạc đây. Cá lạc này những bữa trước thì dạ làm muối xả ớt. Thèm nghe chưa? Nấu chi như vậy. Rồi giờ tới thi tội thi tội làm lộn. Nấu lộn chua. Cho xả vô luôn. Nước sôi dữ rồi. Trời ơi, cái bộ đồ lòng mỡ ngon. Nên mình thả cá vô. Phào cá luôn. Cái đầu để nguyên cái đầu luôn á vậy. Trẻ ra mà nãy khi trẻ ra rồi không có trẻ rồi. Cá mấy kg luôn. Cá gì? Ngộ ha. Nó cá không biết rồi còn cái ngộ gì. Thả gì hết hả gì? Nửa thôi. Vừa thôi. Rồi, vừa đủ rồi. Vậy
đem luôn. Chiều lại để đó đi, lên ăn bỏ. Chấm muối. Hai muỗng bột ngọt. Cánh sôi hùng hột rồi. Chiên cái lạc. Mình đây chiên thêm cái lạc. Chả ớt. Phơi chút chút. Múc luôn không? Múc luôn. Đây con. Canh luôn. Ủa không ăn nước lẩu nữa, nước cơm. Nước lẩu con cá. Nước bông. Ai thắt bính ngon vậy? Không phải cái này có nước lẩu tiền. Cá này không biết béo hơn chứ mà cái thịt được người à. Chưa biết, chưa ăn. Con cá còn khỏe đấy, chà bá luôn mà. Mời cả nhà ăn lẩu chua cá. Không lẩu đâu. Cá không biết. Không lẩu. Cá không biết. Tốt. Cá mẹ cá cồm. Liệt cồm. Có con cá. Đúng giống con cá đó. Ngồi dưới nước nhậu. Nước tràn lên sân rồi. Rồi, mời cả nhà. Mời cả nhà. Chăn chăn. Cái mùi đó vậy. Thử rồi cục cái ăn trước ăn đi. Béo không? Dữ giống trước hả? Không, cái đó nhỉ bỏ nữa đó. Cái bàn của anh đâu? Cái này cũng ngon. Cái này béo dữ lắm. Tục quá trời. Bỏ mà. 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 Tay lưỡi không? Dạ. Giả hết, chúng giả nó. Cái mộng ra. Cái lạc. Cái một ngay à? Ừ, ai thắt bộ đồ lòng gì kì vậy? Đó. Nhưng mà thắt cái bộ lòng đã dạ, thiệt chứ. Thịt nó bùi mà nó bộ. Vậy anh đi. Vậy là không sao phải không? Không sao. 3 nghìn 5 phút mới biết. Tao làm trước cho. Cá biển mà cá nào cũng ngon. Nước tràn lên tới sân nè. Đồng ai vô cái ông này. Có hình bánh dạng chứ có. Có xít trong này có. Rồi bạn có. Qua ông tưởng đâu con cá ông thấy hả? Cá chìm hả? Giống giống. Ừ, giống cái chim trắng nước ngọt. Giống cái chim trắng nước ngọt hả? Cái biển không phải kêu cá khiết bông đi, cá không biết đi. Hải nó mắc giặt lú rồi cả nhà, lú rồi không có vô được. Hai chục cái người cha muốn không uống hả? Uống ừ. Sáng cọc này. Ừ.
thịt chuột ngâu á. Chấm cỡ nào cũng lạc hết trơn. Mà muối cỡ nào cũng lạc hết trơn. Cái lạc rồi. Cỡ nào cũng đâu mà. Ngon quá, chắc này thấy mình vô mình làm mình cục á. Đó nè. Chỗ này mới tươi tới mà. Chỗ mới lạc. Ngon quá. Mời cả nhà ăn cá không biết nha. Cái cá lạ lạ không? Béo đã vậy. Béo. Béo. Đó là không nghe. Nó không có chân nhuyễn nhuyễn luôn ha. Chân dạ. Không chứ còn không dạ, có. Mẹ móc được con nữa rồi. Cái này có chừng bự lắm anh. Vậy có chừng nhỏ nữa. Không có lớn đi. Không có lớn lên mắt à. Không, nếu mà có được cái này nè nó bự nữa. Cá bự nữa đâu biết. Không sánh tí. Con này thì hết bự rồi, tại dính lưới rồi bận rồi không còn bự. Chốt. Thấy đâu tưởng đâu cái chim bàn không mà chứ đâu biết cái này cái này vậy nó dính nó chết rồi chứ đâu mà chống luôn chết nó từ nhiễm tóc vô cá này đừng có yếu quá mày không biết cái gì thôi thì gần nếu người ta biết cái này cầm chừng 3 triệu con gáy lúc luôn nè. Lớp gì nữa ăn. Ừ, cá thừa cá điện cá rượu vàng là mắc nhất rồi. Gì? Hấp trơn chứ. Đâu có con cá gì mắc hơn cá rượu vàng đâu. Cái rượu vàng nó bán được 1 tỷ mà. Mấy con bóng. Cá rượu vàng sao được dùng nước ngọt là nhiều quá trời đó. Rất lợi. Rất lợi đó. Đó là mấy cái sông lớn rồi. Sông Tiền, sông Nghĩa đó. Mình đây không có ha. Có mà cái vỏ nhỏ không? Làm đi. Không có làm lưới nó đâu có. Cái thịt cũng béo mới luôn. À, cái chưa nó có gì ngộ vậy? Bú à. Cục ngọc nè. Cái con cá chim nó mắc thiệt nhưng mà nó ăn nó đâu có chất béo. Con cá chim nước ngọt bự là béo. Cái vậy? Cá chim biển mình là nó mắc thiệt nhưng mình không có gì hết. Chim nước ngọt béo cực kỳ luôn. Có cái chim nước ngọt nữa. Cục ngọc nè. Đem tiệm vàng bán đi. Làm gì? Khè à? Chua nó có một cà chua nó khè à? Con cà rốt. Cũng phân đỏ. Ôi, hơi là ngon luôn. Đầu nó kêu ba trẻ ra không trẻ. Đúng rồi, cái đầu nhìn mới ngon. Ủa ai vậy? Tôi uống cái kẹo.
Thôi để em không khúc. Cá lạc thì mà không ngon bằng cá đó. Cá ngon. Cá lạc thì ngon hơn. Cá này con ông có dính đâu. Mới có không? Ngày nào cũng con có dính. Bốn mấy năm mới được ăn cái này chứ. Tao 60 năm mới được ăn, mày mới 4. Nó chín này nhìn thấy cái đuối vậy. Thầm nó nhìn cá bóp vậy. Thật chứ sẽ rẻ giống cá bóp với bụng. Tao béo không lại cá bóp. Ừ, béo rồi không lại. Thôi vậy chắc mày chảy rồi. Cá này xin chào cả nhà.